Hello bạn, bạn đây với bạn nhìn cái hiện tượng cái quạt là của mình bị này. Mà không biết bây giờ nó có bị nữa hay không, nhưng mà bạn cứ nhìn hiện tượng nha. Bây giờ mình sẽ sang mình bật tắt này. Tắt nó ta. Đây. Rồi. Rồi bây giờ nó quay. Đấy bạn thấy không? Nó cứ kêu sạch sạch, nhưng mà tí nữa nó sẽ kêu quạc 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 quạc. Đấy. Đây là lý do gì mà lại kêu quạc 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 vậy? Giờ nó cứ kêu thỉnh thoảng nó lại kêu quạc 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 quạc. Bạn sẽ thấy thỉnh thoảng nó lại cứ kêu quạc quạc quạc. Đây, đó là lý do gì? Tháo cái này ra bạn. Đây là cái quạt. Tháo trên kia xuống. Đây, nhìn sơ sơ nó biết là kêu to. Cứ tục này có độ dơ. Giờ phải tháo ra để biết xem tình trạng nó như thế nào. Rồi, bây giờ mình đã vặn hết ốc. Đấy. Rút cái này ra. Bạn thấy không? Dầu mỡ vẫn đang ngon, trục vẫn đang còn ngon. Để nó ra đây. Và bây giờ thề với các bạn một câu, bạn chỉ làm một cái động tác như thế này thôi. Bạn rút cho to ra. Đấy. Rất là thâm. Thâm xì luôn. Nhưng mà bây giờ bạn làm như thế nào bạn biết không? Bạn chờ mình chút. Bạn chỉ cho vào đây thêm một cái lồng đèn nữa. Đây mình rút trở lại nha. Rút trở lại để ngắm xem tình trạng nó như thế nào đã. Đấy. Như vậy bây giờ mình đút vào đây á là lút hết cỡ luôn bạn. Đấy, lút hết cỡ. Lút như thế này là được rồi. Nhưng mà nếu nó lồi như thế này thì là hỏng. Cho nên bạn phải đệm lên trước. Bạn nhìn thấy không? Nguyên nhân chính xác là đâu? Đây này bạn này. Nó đã bị mòn tới mức độ như thế này. Mòn vẹt luôn. Cho nên là dẫn đến á là quá trình quay rotor đã bị đẩy về đường trước. Nó đã bị đẩy như thế này bạn này. Đấy. Cho nên nó quay nó phát ra tiếng kêu. Bây giờ mình đệm bằng cái lông đen ngon đằng trước. Hoặc là bây giờ thế này, mình sẽ rút cái này ra đúng không? Và mình sẽ lấy cái này ra. Cái đường sau này á, mình sẽ lau đi này. Bởi vì cái đường sau này không bao giờ mòn. Bạn thấy chưa? Mòn rất là thấp. Cho nên mình sẽ để cái này, này ra đằng trước. Cái này đằng trước. Đấy. Và đằng sau không còn gì đúng không? Đằng sau không còn gì, mình cho thêm một tí thôi. Nhưng mà lau cái bẩn này đi. Mà cái quạt trần úp xuống lúc nào trọng lượng nó cũng bị rơi xuống. Nhưng mà đằng sau vẫn nên có một cái lông đen. Tiện thể mình làm luôn. Ôi trời ơi. Tiện thể mình làm luôn nhá. Một đống vòng gọi là long đen. Mình đã làm cái này khá là nhiều rồi. Đây bạn thấy không? Mòn như đe vòng đồng cái gì. Mòn nhưng nó đâu có bị toạc ra đâu. Rất là cứng. Khi mà đã vòng tròn rồi là nó không ra đâu bạn. Thì cái việc làm vòng đồng á bạn làm rất là đơn giản. Bạn chỉ cho vào đây một cái như thế này. Vừa khéo đúng không? Đúng không? Như thế này rồi. Bạn dùng cái kìm á. Bạn có kìm cắt không? Không có kìm cắt thì bạn dùng cái kéo cắt. Bạn để thẳng như thế này nha. Cắt bộc phát kiểu gì nó cũng vừa khít luôn. Bạn thấy không? Vừa khít luôn. Và bạn chỉ việc cho vào đây nhẹ một phát nữa này. Nắn nhẹ lại. Để mình nắn nhẹ lại này. Xịt 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 nha. Đó. Đấy, chỉ hở một tí thôi. Bạn cho cái lông đen sắt vào đây. Cho cái cục sắt vào đây. Bạn để như thế này. Và bạn táng nhé. Bạn táng vào đây. Đấy. Bạn táng cho nó bẹt ra. Vì khi nó bẹt ra rồi ấy, bạn biết không? Khi nó bẹt ra rồi thì nó sẽ không bị, nó sẽ có cứng theo cái chiều ngang.
vòng đồng của bạn. Càng mỏng thì bạn càng gõ càng nhiều, mà bạn muốn càng dày thì bạn gõ ít thôi. Đấy, bây giờ mình lắp vào cái trục là rất là ok luôn, vừa khít khi khịt này, các bạn thấy chưa, khít khi khịt. Bây giờ mình tiếp tục làm nhiều cái khác bằng cái dây thép đồng 1 ly nhé bạn. Mình làm khoảng 3-4 cái. Rồi lại được thêm cái nữa này. Và thực phẩm. Rồi tiếp tục cái nữa này. Có thể là nó sẽ bị há ra đó các bạn. Khi đặt nó có thể nó sẽ há ra một chút này. Nhưng mà đây không há. Đây cắt vừa khéo luôn. Nhưng mà hơi bị méo bạn này, méo. Nhưng mà không sao. Bạn chỉ cần nắn ở đây này, bạn nắn ở đây cũng được rồi. Đấy, đồng nó mềm mà. Muốn ngon hơn thì bạn bỏ vào đây mà nắn này. Nó phẳng luôn. Đây. Rồi, sau khi nắn xong bạn lại gõ nữa. Bây giờ mình sẽ làm một cái là mà siêu mỏng luôn. Cái siêu mỏng này sẽ để nó ở đường đuôi, bạn yêu đấy, rất là mỏng luôn, mỏng manh. Vì bây giờ nó rất là mỏng luôn đấy, tán nhiều là nó sẽ mỏng ra thôi. Đây mình sẽ lắp vào đường đuôi này, bạn nhìn không, mình sẽ để cái mỏng nhất lại ở đường đuôi. Rồi, và bây giờ mình sẽ lắp vào này. Như thế này. Đấy. Thì trước á, lấy bớt những cái này ra đi. Những cái nào mà lồng đèn nó không ưng á, thì lấy ra. Lấy ra. Cái này á, quá là rộng đi, bạn thấy không? Rộng như thế này vứt nó đi. Bởi vì rộng như thế không thích, cho cái cao su trong cùng để nó giảm độ sóc này. Tiếp theo, cái thứ hai, cái loại xưa siêu tương đối dày này. Chưa? Tiếp theo cái thứ ba nên là cái loại mỏng này. Tư cũng là cái tự chế nhé, loại siêu mỏng nữa, sau đó bạn lắp lại nha. Như vậy là mình đã đệm lên đằng trước rất là nhiều và đằng sau chỉ một cái rất là mỏng. Mục đích của mình là đẩy cái rô to này về phía đằng sau, hiểu không? Nếu nó xít quá thì mình sẽ tháo bớt lồng đèn ra. Xong rồi bạn, đây đảm bảo bạn bây giờ sẽ quay cực kỳ, bạn nhìn nhá, cái độ hở của nó này, độ dơ của nó này, tức là cái độ to hơi đẩy lên đằng sau một chút, nhưng mà cái độ dơ của nó cực kỳ ít luôn này, cùng lắm là đến 0,01 đến 0,02 mm thôi. Bạn đừng có làm xít thì xịt nhá, bạn phải có độ dơ nhất định phải như vậy, nhưng mà dơ nhiều hay dơ ít đấy. Quay điện là phải quay. Quay là phải quay tít luôn. Tắt này. Bật này. Đấy. Không vấn đề gì hết. Êm ru. Ok, bây giờ lắp vào. Đấy, mình vừa mới lắp xong này. Chính là cái quạt trần. Bây giờ mình bật công tắc này. Quay êm ru. Đấy, chỉ có tiếng gió mà không có tiếng kêu gì hết. Tuyệt vời luôn, bạn chỉ nghe tiếng gió vù vù, một thứ tiếng gió vi vu mắt rượi mà không thấy một tiếng kêu nào phát ra từ cái quạt đó, là cái quạt đang hoạt động cực kỳ tốt bạn ạ.